có anh Phần, có Nam Phần hết chứ ạ. Rồi, cảm ơn em nha. À. Rồi. Bánh hồng hả? Dạ. Dạ. Nắm hả? À, rồi. Ra đường không là nó nguy hiểm luôn ha. Có kiếm cái đồ ngon dữ hả? Chưa, cái gì từ từ chuyển khoản hay sao chứ giờ tụi nó cũng đâu nhận tiền mặt được đâu. Không ngồi phải chờ thịt gì lớn hả? Chuyển khoản đốt đi. Rồi để tao nói chuyện với nó rồi có gì gom lên mà sao? Buổi sáng thứ hai, cảm ơn người em trai đã tiếp tế cho mình một ly cà phê. Một ly cà phê, một gói Sài Gòn bạc. Cảm ơn. Đánh chưa? Đánh rồi, đâu đường quá. Rồi, không biết luôn á. Thấy chạy ra liếc mấy họ mấy người đi giờ rồi, mấy họ mới biết á. Ở kế bên mà không để ý cái vụ này luôn á. Đáng. Ủa xếp hàng lên hả? Mình đang đi nhận cái buổi sáng đầu tiên trong khu vực cách ly, nhận đồ tiếp tế. Ủa phải trả tiền nó ha, đưa tiền nó ha chứ? Đưa tiền đó. Rồi, chỉ lãnh thôi. Có tiền vậy, kiếm cái bọc nó đưa tiền tới. Dạ. Đi sau thôi, đừng sau. Lần đầu tiên được đi nhận tiếp tế, hiểu cái cảm giác nó như thế nào. Ở đây mình nhận được một bao gạo. Đây là ngày buổi sáng đầu tiên hết, được một bao gạo, nấm xả, một bịch tắc, tờ củ từ và người gói, khẩu trang,
tất cả những gì buổi sáng ngày thứ hai này mình nhận được. Hiện tại bà con còn đang đi nhận rất là nhiều nha. Rất là cảm ơn những người đã hỗ trợ cho những người ở trong vùng cách ly ở những ngày này qua. Những đồ này thực sự rất là cần thiết và quý giá. Cứ đi xe nào, tôi không có xe ra anh chở vô nè. Rau hả cô? Trưa nay mình nhận thêm được một phần bánh mì và rau. Dạ. Nhiều người hỏi không có gì để ăn. Bánh mì với rau. 11 giờ được nhận một lần. Tới trưa nay là 1 giờ 20 được tiếp tế thêm rau. Rất cảm ơn mọi người đã cứu trợ cho những người ở trong vùng dịch như thế này.